Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Bí Ẩn Rừng Núi của mình nha. Hôm nay mình lên rừng núi đây, lên núi cao đây để review xem các bạn xem xe chở keo. Cái đường này cũng rất khó các bạn nha. Đây, các bạn xem đây. Đấy, đây là con dốc, nhiều dốc lắm. Đây là cái con suối. Mà thời tiết nắng như thế này mà đi vẫn là có đôi lúc cũng phải tơi. Mời các bạn xem nha. Lên dốc bò lên dốc các bạn nha.
xe chiến thắng đấy.